Chào cậu Dũng mới tới ạ. À. Dạ. Cậu chủ uống gì để em làm ạ? À? Thôi khỏi. Sáng giờ quán bán đường không em? Dạ cũng là rai ạ. À. Vô trong quầy thu ngân nói lấy đưa anh 5 triệu. Dạ, à, bà chủ có dặn là không có đưa tiền cho cậu nữa. À. Nè. Riết bây giờ cãi lời chủ đúng không? Đi vô lấy cho tôi 5 triệu, lẹ đi. Sao còn đứng đó? Anh hai. Ai là anh hai của cô? Cô quản lý nhân viên kiểu gì vậy? Kêu vô lấy tôi 5 triệu, lẹ đi. Em vô lấy cho chị 3 triệu. Cái gì 3 triệu? Cô bị điếc hả? Tôi nói là 5 triệu không nghe sao? Bây giờ riết đảo lộn hết rồi. Con nuôi còn có quyền hơn con ruột nữa. Cô cầm đầu tụi nhân viên, coi tôi không ra gì đúng không? Anh ơi. Sao chỉ có 3 triệu? Bây giờ mấy người không lấy đúng không? Để tôi tự lấy. Vậy em sẽ gọi cho mẹ. Cô dám? Ê, nè, cô. Cô nhớ đó. Đi làm việc đi em. Thiệt ngại quá à. Dạo này công việc của em không được tốt á. Mà em lại đang rất cần tiền, mình đi làm phiền anh. Coi như là anh cho em mượn. Khi nào có em sẽ trả lại anh liền nha. Không cần đâu. Mà nghĩ lại bực thiệt chứ. Cũng vì con nhỏ em nuôi đó. Nếu không á, anh lấy cho em nhiều hơn rồi. Mà tức cái là bà già anh tin tưởng nó. Bao nhiêu tiền bạc là giao nó quản lý hết. Ờ, mà có khi nào á, lợi dụng lòng tin đó, cô ta sẽ âm thầm chiếm đoạt tài sản của gia đình anh đó. Mất cả 2 tháng, con cá này mới 9 câu. Còn chờ gì mà mình không ra tay mạnh hơn. Dạ, 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 không có. Không có, em nào dám quỵt tiền của anh Tư đâu. Dạ, em cảm ơn anh Tư. Cô Hùng cắt đảng. Mới sáng sớm rồi tiền. Tao trả rồi tao giết mày luôn. Nhìn gì mày? Chị uống gì à? Nhìn khó ưa. Con Nguyên. Chị biết chị Nguyên hả? Ờ. Ê, mày đã làm gì ở đây vậy? Chị Nguyên là con nuôi của bà chủ ở đây. Bà chủ thương chị ấy có khi còn hơn cậu con ruột của mình nữa đó chị. Mẹ, tiền con đâu? Tại sao chứ? Tại sao lúc nào mày cũng may mắn hơn tao? Tại sao người được bà ta chọn làm con nuôi lại là mày, không phải là tao? Mở cửa. Mẹ, mở cửa coi. Nè, sao ngày nào á con cũng uống cho say xỉn. Năm nay con bao nhiêu tuổi rồi hả Huy? Con phải biết tu tỉnh mà làm ăn đi chứ. Suốt ngày cứ ăn chơi leo lỏng vậy hoài sao được. Bao nhiêu chuyện làm ăn á, mẹ giao cho con Quyên hết rồi. Mẹ kêu con làm gì nữa? Con chưa thấy nhà nào ngược đời với nhà mình. Con ruột thì không tin, đi tin một đứa con nuôi. Con cứ như vậy hoài thì làm sao mà mẹ tin con được chứ. Con phải học cái tính cần mẫn chịu khó như con Quyên kia kìa. Mẹ thôi đi. Nè, mới về con lại đi đâu vậy? Thì mẹ thấy chướng mắt mà đúng không? Ok, chướng mắt. Đi. Con đi à. Quy à. Quy. Cái gì? Em tính dọn qua nhà thằng đó ở hả? Sao vậy? Hay là yêu thằng đó thật? Bộ anh ghen hả? Ủa? Sao lúc đầu lập kế hoạch là cua thằng công tử đó? Anh ok mà. Cũng tại là phải đền lô hàng đó thôi. Nếu không á, thằng Vũ này không giờ để người yêu mình đi với thằng khác đâu. Hôm mệt quá à. Xui thì chịu thôi. Mà cũng may nha, bữa đó em lanh tay hủy số hàng đó. Chứ không hả, anh vô nhà đá bóc địch chạy dài rồi đó. Phải rồi, em giỏi lắm, em hay lắm. Thôi mà,
Em cũng đâu có muốn gì đâu. Chẳng qua là em phải qua nhà nó ở thì mẹ thằng đó mới tin tưởng chứ. Mọi việc chỉ mới bắt đầu thôi đó. Em phải đi từng bước một. Chưa kể nha, em còn phải đối phó với một con nhỏ cực kỳ khó ưa là con Quyên đó. Con Quyên hả? 1 phút 30 giây, anh cho người xử nó. Thôi đi, để đó, từ từ em tính cho. Em tính sao? Tính gì thì tính nhanh nhanh lên, chứ đi kè kè với thằng đó anh ngứa mắt lắm. Có cái này là ok rồi phải không? Cái gì? Thu ơi, Thu! Thu ơi! Thu ơi! Ủa? Anh là ai vậy? Tại sao lại ở trong phòng của Thu? Tao là người muốn hỏi mày nè. Mày đã làm gì em gái tao? Cái gì? Em... À... Em gái hả? Đây là anh Vũ, là anh họ của em. Ờ, hình như em có kể với anh rồi á. À... À, anh Vũ, dạ, chào anh. Thằng khốn, đây không phải lúc chơi mày. Nè, anh bình tĩnh đi. Bình tĩnh đi. Xem ngu vậy, em có thai thì nói cho nó biết. Một mình em á, có nuôi nổi con không? Cái gì? Tôi sẽ lo cho Thu một danh phận đàng hoàng. Tôi sẽ đưa Thu về nhà tôi ở. Được, tao tạm tới mày. Như tao nói cho mày biết, mày mà nói suông, mày không có trách nhiệm với em gái tao, tao tìm mày tao xử mày đó. Anh đã hứa anh không nuốt lời đâu. Em cứ yên tâm, để anh thu xếp rồi đưa em về nhà. Mẹ đã nói không là không, con có nói gì đi chăng nữa mẹ cũng không đồng ý, hiểu chưa? Quy, thằng này, anh hai làm cái gì mà mẹ giận dữ vậy? Mấy hôm trước nó nói với mẹ là nó có bạn gái, rồi bây giờ bạn nó đã có thai với nó. Có thai? Bây giờ đòi dẫn về đây để giới thiệu cho mẹ đó. Thôi mẹ đừng có giận quá rồi ảnh hưởng tới sức khỏe nữa. Mẹ cứ cho anh hai dẫn về đi, biết đâu được là anh cưới vợ rồi á, anh sẽ lo làm ăn hơn á mẹ. Anh hai về kìa mẹ. Lúc nãy con có gọi cho mẹ. Mẹ đã trả lời con qua điện thoại rồi mà. Mẹ không đồng ý. Nhưng mà con chở cô ấy tới đây rồi. Cái gì? Con chào bác. Quyên, trời ơi, lâu quá rồi không gặp. Mấy năm rồi không gặp á. Tôi có về cô nhi viện kiếm bà, nhưng mà các sơ nói là bà ra ngoài sống rồi. Bất ngờ quá, không ngờ bà lại là bạn gái của anh trai tôi á. Vậy thì tốt quá rồi. Mẹ, đây là Thu, bạn thân của con mà, người mà con hay kể với mẹ đó. Nếu mà mẹ không thương con thì mẹ cũng phải thương cháu nội của mẹ chứ. Thôi được, cứ sinh nó ra đi. Nếu đúng là cháu nội của mẹ thì hãy tính. Còn bây giờ mẹ không chấp nhận đâu. Mẹ,
Nếu mẹ không chấp nhận á thì từ từ tụi con cưới cũng được. Nhưng mà con đã hứa với anh họ của Thu là đưa Thu về nhà chăm sóc rồi. Anh họ? Thu có anh họ hả? Sao lúc ở cô nhi viện mình không nghe Thu nói? Khi mà Quyên đi rồi á, mình mới tìm được nhà họ hàng. Rồi sau đó mình chuyển về nhà cô ở cùng với gia đình cô luôn. Rồi sau này cô mất á, nhà cũng làm ăn thất bại nên phải bán. Rồi mình phải dọn ra ngoài thuê ở riêng một mình. Tội nghiệp Thu quá. Mẹ, mẹ cho Thu về ở chung với gia đình mình nha mẹ. Bây giờ phụ nữ có thai mà ở một mình chắc tủi thân lắm. Mẹ, mẹ đồng ý đi mẹ. Chứ Thu tội nghiệp lắm rồi mẹ. Anh hai đứng lên đi. Thu đứng lên đi. Thu yên tâm đi. Mình sẽ lựa lời nói với mẹ cho. Cảm ơn em nha. Cô muốn ra quán phụ việc á thì tôi không có cản. Khi nào mệt á thì cứ nói. Ở đây không có ai bắt cô làm quá sức. Dạ, dù sao thì con cũng là người trong nhà, cứ ăn ở không hoài con cũng ngại. Thôi cứ để con ra đây đi, con phụ Quyên với phụ bác một tay cũng được. Hôm nay mẹ đi chùa với nhóm Phật tử, con ở nhà cứ lo việc nghe. Nếu có thời gian á thì chỉ thêm cho Thu mấy cái việc lặt vặt ở quán. Con biết rồi, chuyện đó mẹ yên tâm đi, đừng có lo. Thôi mẹ đi nghe. Dạ. Dạ, bác đi vui vẻ. Bà lấy dẻ lau bàn đi. Bình thường á là buổi sáng phải lau bàn cho thật sạch. Cái gì? Lau bàn hả? Ừ. Việc nhẹ lắm. Cái vấn đề không phải là nặng hay nhẹ, mà cái công việc này là của người làm. Tôi không làm mấy công việc thấp hèn đó đâu. Tôi không có ý xem thường bà. Tôi không làm đâu. Ê, cho 10 ly nước cam nguyên chất, không đường không đá. Chị Uyên, tôi là vợ của anh Huy. Em cứ đi làm cho chị đi. Dạ chị. Mày dám lên mặt chủ, ra lệnh cho tao hả? Không lâu nữa đâu, tao nhất định sẽ đá mày ra khỏi đây. Tới đây chi vậy? Nè, lâu ngày không gặp. Em làm gì vậy? Anh cũng là khách thôi. Anh tới rồi mời anh được ly cà phê hả? Tại sao anh liên lạc với em không được? Em chưa có tiền, chưa gọi được. Bây giờ đi đi, đừng ngủ hết chưa. Nè, em mới làm lộ đó. Tới tháng rồi, không đưa tiền, tiền đâu anh đóng cho sao đâu. Khi nào có em gọi cho. Thì cái nè, gì phải từ từ chứ, từ từ em tính được. Không lẽ nguyên quán cà phê này á, cô không lấy được tiền cho tôi hả? Được, tôi ngồi đây tôi đợi. Nè, không có được. Em gái, cho anh ly cà phê. À, ừ? Em cứ đi order bàn khác đi. Cái này để chị lo. Muốn giết tôi hả? Có tiền thì tôi đi thôi. Thu. Thu. Hả? Thu làm gì vậy? Mình có làm gì đâu. À, mình lấy tiền ra thối cho khách thôi mà. Thối tiền cho khách hả? Chắc là mình lấy lòng cọc tiền khác thôi. Thu nói thiệt đi. Mình nói rồi không có gì hết á. Vậy tôi sẽ đem chuyện này nói cho mẹ biết. Ê, Quyên, đừng. Quyên ơi, mình nợ người ta một số tiền, nhưng mà anh Quyên không có biết. Với lại số tiền này không có nhiều á, coi như là Quyên giúp mình đi nha. Chuyện gì cũng phải minh bạch chứ. Nói là bạn bè, mở miệng là giúp này giúp nọ, vậy mà có số tiền có thấm vô đâu, cũng không giúp mình nữa.
Quy còn nhớ vết sẹo này không? Vì ai mà tôi bị vậy? Vì tôi. Thôi nín đi. Lúc hai đứa chơi cô nhi viện, tôi bị bắt nạt, cho nên bà mới vô binh vực tôi. Té vô tảng đá nhọn nên mới bị như vậy nè. Chuyện hôm nay coi như là tôi không biết gì hết. Nhưng mà đây chỉ là lần duy nhất thôi. Đợi mẹ về á, tôi sẽ nói hết những khó khăn của Thu. Còn chuyện này tôi xin lỗi. Nam. Dạ. Em cầm tiền lo cho ba em đi. Dạ, dạ em cảm ơn chị. Không có gì đâu. Nếu mà cần chị giúp cái gì á thì cứ nói nha. Dạ, dạ em cảm ơn chị. Hút em sẽ trả cho chị. Lúc nãy mẹ vô nhà vệ sinh để rửa mặt. Mẹ có tháo chiếc nhẫn để trên kệ và quay vào để lấy, nhưng chiếc nhẫn đã biến mất. Từ trước đến giờ, trong nhà mình chưa bao giờ xảy ra chuyện mất mát như vậy. Chỉ từ khi có người lạ vào đây ở thôi. Thưa bác, bác đang nghi ngờ con hả? Con thiệt tình là không có thể lấy chiếc nhẫn của bác. Bác tin con đi. Mẹ không tin em. Được rồi, em sẽ đi khỏi nhà. Để mẹ không thấy em nữa. Nè, Thu. Để em đi, em đi cho mẹ vừa lòng. Em bình tĩnh đi, em đang mang thai đó. Cái nhẫn này là của mẹ phải không? Đúng cái nhẫn của mẹ không? Đây đúng là cái nhẫn của mẹ. Nhưng tại sao? Vậy cái giỏ này của ai? Cái giỏ này của ai? Của em. Vậy là rõ ràng quá rồi. Chính cô là người lấy chiếc nhẫn chứ ai? Anh ơi, không phải đâu. Em không biết tại sao nó lại nằm trong giỏ sách của em nữa. Tại nước này mà cô còn chối hả? Không phải em đâu anh. Mẹ ơi, không phải con đâu mẹ. Từ trước đến nay, con Nguyên không bao giờ có tính tham lam. Mẹ, tới nước này mà mẹ còn binh nữa sao? Chuyện đã rành rành trước mắt rồi, mẹ còn chưa sáng mắt ra làm sao? Em không biết nữa anh ơi. Em nghĩ là mẹ nói đúng đó. Chắc chắn là Nguyên đang có một ý định khác. Chứ Nguyên không phải là người tham lam. Ý định gì? À, tôi hiểu rồi. Thì ra cô cố tình giấu chiếc nhẫn của mẹ tôi để mẹ tôi nghi ngờ Thu đúng không? Có, anh đừng có nói như vậy mà. Cô đúng là thứ nham hiểm. Không, anh ơi. Mình thực sự không ngờ Quy lại ghét mình đến như vậy. Tụi mình đã từng là bạn rất thân của nhau mà. Thôi đủ rồi, bỏ qua chuyện này đi. Chiếc nhẫn thì cũng đã tìm thấy. Mẹ không muốn ồn ào nữa. Em lên nghỉ đi. Có chuyện gì vậy? Con xin lỗi bác. Chỉ sự có mặt của con trong nhà này đã xảy ra những chuyện không hay. Nếu như con không đến đây thì rất nhiều sự thật xấu xa sẽ tiếp tục được che đậy. Ý cô nói vậy là sao? Quyên đã không thành thật với bác rất nhiều chuyện. Quyên là con nuôi của tôi, tính tình nó ra làm sao tôi hiểu rất rõ. Con đã biết tất cả những chuyện xấu xa của Quyên thì Quyên đã cố tình hãm hại con và đổ lỗi tất cả cho con. Nếu như cô còn muốn ở trong cái nhà này thì hãy biết an phận, đừng có đặt điều làm xáo trộn mọi chuyện lên nữa. Thưa bác, con sẽ chứng minh cho bác thấy những điều con nói là sự thật. Chứng minh điều gì? Hôm nay mày không có đi chùa, ở nhà cũng buồn nên mày đến quán sẵn kiểm tra sổ sách luôn. Bình thường cuối tháng mẹ mới kiểm tra mà sao hôm nay? Rảnh lúc nào thì mẹ xem lúc đó thôi. Con có cho mẹ xem hay không? Dạ.
tại sao lại mất một khoản tiền lớn. Con có chi vào việc gì mà quên ghi lại sổ sách hay không? Con có chi nhưng mà không phải vào việc cho quán mình. Không chi cho quán thì tức là bỏ vào túi riêng rồi chứ gì. Không phải như vậy đâu anh hai, đừng có nói như vậy. Hôm bữa ba của cậu Nam, nhân viên của quán mình bị bệnh mà rất là nặng, phải mổ gấp, cho nên em lấy số tiền đó em đưa cho cậu ấy, mà em chưa kịp nói lại với mẹ thôi. Mà đúng rồi, chuyện này đâu thể trách cô được. Cái này phải trách mẹ tôi nữa. Mẹ tôi tin tưởng cô quá mà. Hơn chút á là có nguyên thế này, có nguyên thế nọ. Mẹ binh nó quá mà, nó đưa tiền mẹ đâu có kiểm tra lại đâu. Mẹ ơi, không phải như vậy đâu mẹ. Con xin thề, chưa bao giờ mà con gian dối tiền bạc ở quán mình hết. Con nghĩ là giúp cậu Nam giải quyết công việc trước mắt, sau đó cậu ấy sẽ trả lại mà mẹ. Con nghĩ là để mình khỏi phải nghi oan cho Nguyên á, mình gọi cậu Nam ra mình hỏi trực tiếp luôn đi bác. Nam, Nam ơi. Dạ, cậu kêu con. Chào cô. Nam, Nam, nói với mẹ tôi đi. Hôm bữa tôi có đưa cho cậu mượn một số tiền á. Có sao thì cậu nói vậy, mất công chị Nguyên bị oan kìa. Dạ, ba con không có bị bệnh gì hết á. Với lại con cũng không có mượn tiền của chị Nguyên nữa. Cậu nói cái gì vậy Nam? Nói rõ ràng cho mẹ tôi nghe đi. Hôm bữa như thế nào thì cậu nói thẳng ra đi, đừng có nói như vậy mà. Nói như vậy là chết tôi rồi. Nói đi Nam. Dạ em không có mượn tiền của chị Nguyên. Không phải như vậy đâu mẹ, tin con đi mẹ. Tôi sẽ giải quyết chuyện này sau. Cầm lấy số tiền này để mua lời nói dối của cậu. Nhưng mà em sợ chị Nguyên sẽ không để qua chuyện này đâu. Hay là xong chuyện này rồi em xin nghỉ việc luôn. Đồ ngu. Việc của cậu á là chỉ việc chối chuyện trả nhận tiền của con Nguyên. Mẹ ơi, mẹ tin con đi, là cậu ta nói dối. Thật sự là con đã cho cậu ấy mượn tiền. Con không có dám làm điều gì gian dối hay là khuất tất sau lưng của mẹ đâu. Nguyên à, thực sự là mọi người rất là muốn tin Nguyên. Nhưng mà Nguyên thử nghĩ coi, nếu như Nguyên có thực sự đưa tiền cho cậu ấy thì tại sao cậu ấy lại không thừa nhận? Mọi chuyện đã quá rõ ràng rồi, quan ức cái gì mà khóc lóc kể lể. Mẹ, con thấy mẹ tính lại đi. Chứ cái loại người này không tin tưởng được nữa rồi. Giữ ở trong nhà không có tốt đâu mẹ. Hết mất nhẫn, rồi bây giờ mất tiền nữa. Mà chắc chắn vì một lý do nào đó mà cô tìm mọi cách bòn rút của nhà tôi. Em không có. Mẹ ơi, mẹ ơi tin con đi. Con không có làm như vậy đâu mà mẹ. Anh, lo làm ăn đi, cứ chơi hoài à. Phụ em nữa chứ. Rồi mai mốt em sinh con rồi sao? Lúc đó à, anh không lo quản lý đi á, là mình không có trông cậy vô ai được đâu đó. Biết rồi, tới đó là tính em ơi. Mà em cũng tập làm mình cho quen đi. Chứ trước giờ mình Nguyên làm không á, đâu có ai giúp đâu. À quên nữa. Em, vô lấy tiền cho anh phải đi giờ. Tiền gì, anh đi đâu? Thì anh đi công chuyện chứ đi đâu. Em biết rồi nha, lúc nào cũng đi đỏ đen hết á. Giờ sao? Em lấy không? Em lấy anh lấy á. Nè 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 nè. Anh lấy vậy rồi lỡ mẹ hỏi em rồi em trả lời làm sao? Thì em cứ nói là anh lấy. Em không có bị như Nguyên đâu mà sợ. Bà già cùng lắm cằn nhằn mấy câu là xong hả? Nè, nói với mẹ lo chuyện đám cưới của tụi mình đi. Chứ cái bụng em hả? Hơn 2 tháng rồi đó. Em là cô Nhi mà bây giờ hả, sống không có danh phận gì hết. Em tuổi lắm á. Thôi có gì đâu tuổi. Mới có 2 tháng à, còn lâu mới sinh mà em. Thôi được rồi, có gì để anh nói mẹ cho anh cưới em sớm được không? Anh phải đi giờ. Nhớ nha. Rồi anh đi nha. Nói với mẹ đó. Đi ra trễ giờ.
nó đi gì đó. Lừa làm sao cho nó thu đập luôn đi. Ê, gài cầm luôn cái quán càng tốt. Nghe. Ok. Ê, Biểu. Từ hôm nay trở đi á, tăng 20% với mỗi thức uống nghe. Ủa chị, sao tự nhiên tăng giá đột ngột vậy chị? Biểu sao thì làm vậy đi. Dạ. Chị Quyên. Em đi làm việc đi. Dạ chị. Thu à, tại sao Thu lại tăng 20% giá nước chứ? Làm gì đâu có được đâu. Sao không được? Bây giờ vật giá cái gì cũng leo thang hết. Không tăng 20% sao có lợi? Trước giờ mình lợi ít nhưng mà mình có khách. Tăng như vậy, tăng đột ngột lên thì tự nhiên khách mất hết à. Suy nghĩ lại đi. Tôi nói được là được. Trời. Ở đây á, không tới phiên cũng phải lên tiếng. Cái này phải nói. Chết đó đi. Có chuyện gì vậy? Mẹ. Dạ, bác mới tới. Dạ. Con đang hỏi Thu là tại sao lại tăng 20% giá nước. Mẹ đã giao quán cho Thu, con cứ để Thu tự xử lý. Nhưng mà mẹ ơi, mẹ cứ để quán như vậy là sẽ mất khách đó. Nhiệm vụ của con bây giờ là về đi chợ để nấu cơm cho sớm. À, hôm nay mẹ muốn món canh chua, cá kho tộ. Nhớ nấu cho ngon đó. Tại sao chưa đi? Dạ, dạ con biết rồi. Thưa mẹ con đi. Dạ thưa bác, con định là áp dụng tăng thưởng 20% trong mấy ngày để coi tình hình sao á. Được không hả bác? Nghĩ sao thì làm vậy đi. Con mời mẹ. Nấu canh thì quá chua, cá kho thì quá mặn. Nè, nếu con có điều gì uất ức, con không muốn nấu ăn cho mẹ nữa thì cũng nên nói với mẹ một tiếng. Con không cần thiết phải làm như vậy đâu. Dạ, con xin lỗi mẹ. Con vẫn nêm như mọi khi mà. Ủa, ý cô nói là tôi đang nói quan cho cô đó hả? Nè, bao nhiêu chuyện xảy ra, tôi không hề nặng nhẹ cô một lời. Bởi vì sao? Bởi vì tôi chờ sự ân hận của cô. Tôi chờ cô thú nhận sự thật. Vậy mà cô vẫn tỏ ra là mình oan ức. Buộc lòng tôi không thể im lặng được nữa. Con có làm gì sai thì mẹ cứ chửi, cứ đánh con chịu hết. Nhưng mà con xin mẹ hãy tin con. Bao nhiêu năm qua mẹ nuôi nấng con, cho con đầy đủ tất cả mọi thứ. Không có việc gì mà con phải làm những cái trò đó, ăn cắp hay tham lam cái gì hết đó mẹ ơi. Cô không cần, nhưng gã tình nhân của cô thì cần. Chính vì vậy mà hắn ta mới xúi giục cô vào cái nhà này để bòn rút tiền của tôi. Mẹ ơi, con chưa từng có bạn trai nữa thì làm sao mà có ai xúi giục con được hả? Coi đi. Mẹ ơi, không phải như vậy đâu mà. Thật ra là cái clip này đã bị cắt xén hết rồi. Hôm đó con có gặp gã đàn ông này, hắn ta gạ gẫm con rồi mua chuộc con bằng một số tiền mà không biết gì mục đích gì hết. Rồi hắn ta làm những cái hành động này với con. Con không biết gì hết mẹ ơi. Bây giờ cô có nói gì đi chăng nữa thì mọi chuyện cũng đã rõ ràng rồi, không cần phải giải thích. Mẹ ơi, chị Quyên, đứng lại. Tại sao lại nói dối hại tôi? Ai xúi giục cậu làm chuyện này? Cậu nói đi. Tôi đã trả lời với bà chủ rồi. Nhưng mà đó không phải là sự thật. Rõ ràng là tôi đã cho cậu mượn tiền rồi mà. Tôi trả đây, tôi đi làm việc. Đứng lại. Nè, tới đây kiếm chuyện hả? Tôi muốn tìm ra sự thật. Tôi không thể nào ngồi yên một chỗ để chịu đựng oan ức được nữa. Oan ức? Biết bao nhiêu bằng chứng như vậy. Thử nghĩ coi, ai còn tin cô nữa. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều nguyên nhân rồi, và tôi chắc chắn rằng khi tôi gặp chuyện, người có lợi nhất chính là cô. Nhưng mà nếu cô không làm sai chuyện chị á thì đâu có sợ người khác phát giác như vậy. Tôi thấy là mẹ chồng tôi cũng nhân đạo đó chứ. Thôi, tốt nhất cứ ở nhà chợ búa cơm nước, ở lau chùi dọn dẹp nhà cửa đi nghe. Đừng có lì mặt ra đây mất công bị đuổi, mang nhục ạ.
Giờ thì mày đã biết nếm mùi thất bại như thế nào rồi chứ. Cho ly cà phê đi. Đến đây chi vậy? Không tới. Đừng có tự do đi cưới thằng đó hả? Chơi như vậy là không có vui nha. Chọc gan thằng này đúng không? Tôi đi gặp thằng đó nè. Bình tĩnh, bình tĩnh. Đi, đi ra đây em nói nè. Đi ra đây. Ê, nói. Mày đâu rồi? Đi ra đây. Mày. Nè, cô tránh ra coi. Tại sao trong quán không nói? Kéo tôi ra đây làm gì? Anh phải bình tĩnh chứ. Anh cứ mà nóng nảy vậy á, mày coi người ta nghi ngờ em rồi sao? Tôi nóng nảy? Hay là cô kìa, mưa dầm thấm lâu, cô yêu nó đúng không? Anh không biết tính xa vậy hết á. Cứ cho là em cưới đi, rồi khi ly dị em cũng được chia gia tài chứ bộ, đúng không? Chứ mình cứ bận rút cái quán đó, ba cọc ba đồng đáng bao nhiêu đâu. Khỏi đi, khỏi vụ thằng này. Anh không nghĩ tới hai đứa mình thì anh phải nghĩ tới con cho bụng em nữa chứ, đúng không? Mình phải lo cho tương lai của con. Nhớ đó, tôi mà biết cô cắm sừng tôi thì đừng trách đó. Không có, em yêu anh. Thì ra là hai người có âm mưu hãm hại gia đình tôi. Cái thai trong bụng không phải là của anh Huy. Cô muốn hãm hại tôi, cô đã dùng hết tất cả mọi thủ đoạn. Từ việc vu khống tôi, làm một cái clip nói tôi là con rút tiền để đưa cho nhân tình, làm mất hết lòng tin của tôi với mẹ. Nguyên, Nguyên nghe mình nói nè. Tại vì bây giờ mình đang gặp khó khăn á, mình đang cần số tiền để mà trang trải, chứ mình không có ý là hại Nguyên đâu. Nguyên ơi, ngày xưa chúng mình là bạn. Vì nghĩ là cô là bạn, cho nên bao nhiêu sự nghi ngờ, vu khống tôi đều chịu đựng hết. Nghĩ cô chỉ có tính ích kỷ, muốn hơn thua về mình thôi. Nhưng mà không phải. Thì ra là cô muốn chiếm đoạt tài sản của anh Quy và không hề yêu ảnh. Không giờ phải. Sao? Quy... Nè, tránh ra coi. Sao? Ăn không lo chuyện bao đồng hả? Muốn chơi không? Muốn chơi với thằng này không? Tôi sẽ về nói với anh Quy và mẹ của anh. Buông ra. Mình đánh lĩnh Nguyên á. Buông ra. Quy, Quy làm như vậy á. Tránh ra đi. Cần gì nói như vậy đó. Nè. Nè. Không. Thôi. Không. Không. Cô hại chết tôi rồi đó. Anh đợi chứ. Xém chút nữa là cô hại chết con tôi rồi đó, tôi biết không? Cũng may là Thu chỉ bị động thai thôi. Nếu hai mẹ con Thu có chuyện gì, tôi không bỏ qua cho cô đâu. Anh hai ơi, không phải như vậy đâu nghe em. Cô im đi. Thôi. Chuyện như thế nào? Con nói rõ cho bác nghe đi. Tại sao con Nguyên nó lại xô con ở giữa đường? Trưa nay Nguyên có đến quán để mượn con tiền. Làm gì có. Nhưng mà con nhất quyết là không đưa. Sau đó con nghe Nguyên gọi điện thoại với cả tình nhân kia, rồi hẹn hò. Con mới định là đi theo Nguyên để khuyên Nguyên là không nên nghe lời gã xấu xa đó. Không có đâu mẹ ơi. Nhưng mà không ngờ là Nguyên không nghe lời con mà còn xô con té nữa. Cô đúng là đồ lật lọng, đổi trắng thay đen. Cô mới chính là nhân tình của hắn. Và cái thai trong bụng cũng là của hắn, không phải là của anh Huy. Cô thật quá đấy em. Làm sai thì muốn đủ ai cho Thu hả? Hết bòn rút tiền ở nhà tôi, bây giờ còn muốn hại chết con tôi. Cút ra khỏi nhà tôi. Mẹ ơi, mẹ tin con đi mẹ. Tôi không ngờ là cô có thể dựng nên một câu chuyện hoàn toàn bịa đặt như vậy. Trời anh ơi, con mình em đau quá. Mẹ ơi, không có chuyện đó đâu mẹ. Những lời con nói là sự thật. Cô ta đang lừa dối mẹ và anh Huy đó. Tin con đi mẹ ơi. Những chuyện xấu xa mà cô đã làm trước đây, tôi có thể nghĩ tình mà bỏ qua. Nhưng bây giờ cô có ý đồ hại cháu nội của tôi, tôi không bao giờ tha thứ. Một kẻ ăn cháo đá bát, tôi không muốn giữ trong nhà này nữa. Đi ra khỏi nhà tôi ngay. Nhìn cái gì? Muốn bị đuổi không? Cái quán này riết á là phải đuổi hết. Mướn mấy đứa chân dài á, sexy á mới có khách. Mặt mày thì chù ủ vậy á, ế là phải rồi. Xin lỗi chị á, cái quán này do chị tăng giá, khách người ta chê mắt, người ta không đến chứ không phải tại tụi nhân viên tụi em đâu. Nè, cái kiểu ở đâu mà chủ nói một câu là trả cho em một câu vậy? Muốn bị đuổi không? Muốn bị đuổi không? Chị khỏi đuổi, em xin nghỉ. Ngày trước á, chị Quyên với bà chủ không bao giờ mà
la lối chửi bới nhân viên vô cớ như chị á. Chổi nè, chị quét đi. Chào chị. Mày, mày cô hồn hả mày? Mày sáng sớm mà án rồi. Nè, cô tính dở trò để hất chẳng anh ấy ra đúng không? Cô tính hốt được tiền ăn một mình hả? Nói cho biết, con dễ dàng qua mặt thằng này đâu nghĩ sao đây? Đưa tiền đây. Nè, tôi đã đưa cho anh rất nhiều tiền rồi chứ. Anh không nghĩ tới tôi thì anh phải nghĩ tới con của tôi chứ. Nó là con của anh mà. Nói gì? Con của anh. Nè, hoang tưởng không? Cái dạng gái như cô á, phóng khoáng, dễ dãi, ngủ hết thằng này tới thằng khác. Đứa con trong bụng chưa chắc gì con của thằng này. Chỉ có đứa ngu mới tin con. Mẹ con thằng Quy ngu mới tin con, hiểu chưa? Bác, anh. Ủa, con đến đây làm gì? Không phải là con bị đuổi rồi hay sao? Đây là bồ của Quyên. Quyên nói là này tới đe dọa con. Quyên à, anh nhớ nhiều lắm. Nè, anh Vũ, anh diễn hay lắm đó. Đáng lẽ anh phải làm diễn viên mới đúng. Anh vừa là người hiếu của Quyên mà vừa là anh họ của Thu, sao có thể trùng hợp như vậy được? Màn kịch của hai người đã đến lúc hạ màn được rồi đó. Tôi đã biết bộ mặt gian dối của cô ngay từ trước. Thật sự ngay từ đầu tôi cũng có chút nghi ngờ về Quyên, nhất là sau khi cô cho tôi xem đoạn clip mà cô và gã tình nhân của cô đã dàn dựng nên. Nhưng mà rất may tôi đã bình tĩnh để nhận ra mọi vấn đề. Một người như Quyên không thể nào quen hoặc yêu một kẻ như vậy được. Và một hôm tôi đã tình cờ biết được sự thật. Chào chú. Chú vô uống cà phê hay là tìm ai? Dạ không à. Tôi đến đây tôi tìm bà chủ quán để tôi cảm ơn bà ấy à. Tôi là chủ quán đây. Chú muốn cảm ơn tôi về việc gì? Cảm ơn bà. Tôi cảm ơn bà nhiều lắm. Nhờ bà giúp đỡ mà tôi đã mổ ruột thừa kịp thời. Nay tôi khỏe rồi, tôi được xuất viện. Tôi cứ kêu thằng Nam chở tôi đến đây để cảm ơn bà một tiếng. Nhưng mà nó nói không cần thiết. Tôi thấy như vậy là không đúng, nên tôi đích thân đến đây tìm bà. Xin bà nhận tôi lời cảm ơn này. Cảm ơn bà. Tôi đã biết cô dựng nên màn kịch đó, nhưng tôi vẫn cố tình im lặng. Và tôi không phanh phui. Ngược lại, tôi còn xuôi theo Huy, bắt vào chuyện cô bị động thai để đuổi Nguyên ra khỏi nhà, và cũng viện cớ về quê một thời gian. Tất cả mọi kế hoạch là do mẹ của tôi. Vì vậy, sau khi ra khỏi nhà, mẹ tôi đã hẹn gặp tôi để bàn cách vạch trần bộ mặt giả dối của cô. Và tôi biết chắc chắn cô sẽ lộ bộ mặt thật của mình khi cô hả hê với tất cả những gì mình đang có. Xém chút nữa là tôi bị hai người dắt mũi rồi. Hai người hay lắm. Anh cũng biết hả? Phải. Cũng may là nhờ có mẹ và Quyên đã cảnh tỉnh tôi. Ủa mẹ,
Sao mẹ nói là mẹ về quê mà? Còn cô nữa, tại sao về đây? Cút ra khỏi nhà tôi! Quê, con cứ bình tĩnh đi. Trong lúc này, con phải thật là tỉnh táo để nhận ra ai là người xấu, ai là người tốt. Ủa, mẹ nói vậy là sao mẹ? Anh xem đi sẽ hiểu. Đây là anh họ của Thu mà. Tại sao hai người đó lại? Bởi vì họ không phải là anh em họ mà là tình nhân của nhau. Người trong đoạn clip mà Thu đưa cho mẹ xem nói là người tình của Quyên cũng chính là một. Cả hai đang âm mưu để lừa dối chúng ta đó. Còn nữa, tất cả chỉ là màn kịch. Cô đã lấy chuyện đó dựng thành clip để đưa cho mẹ tôi xem. Em yêu, anh nhớ em nhiều lắm. Anh cảm ơn em đã đưa tiền đến cho anh. Anh làm cái gì vậy? Anh xin lỗi nghe. Tại vì anh thích em nhiều quá, anh mới nông nổi như vậy. Em làm nhân viên quán này được bao nhiêu tiền? Về làm người yêu anh đi. Anh sẽ cho em rất nhiều tiền. Anh bị điên rồi hả? Khoan đã. Quyên à, nếu em không yêu anh nữa thì thôi, anh hẹn em kiếp sau nha. Đứng lại. Đứng chạy hả? Đứng xong đâu. Để cho hai người tự vạch mặt nhau, tôi đã phải đi thêm một bước nữa. Tôi đã cho một cô gái thân thiết và tình cảm với cậu ta. Và kết quả là tôi đã có những tấm hình thân thiết của hai người để gửi cho cô xem đó. Cô chỉ vì ghen tuông mà trở mặt với cậu ta. Còn cậu ta vì không lấy được tiền từ cô cũng đã trở mặt với cô. Tôi đã bị hai người lợi dụng. Chính vì hai người đã nắm bắt được tâm lý của tôi. Đó chính là sự ích kỷ và ganh tị của tôi với Quyên. Hai người là những kẻ cặn bã, nhưng tôi sẽ không truy cứu hai người đâu. Đi ra khỏi quán của tôi và hãy sống cho tốt để còn để đất lại cho con. Đi! Dạ. Mẹ, con xin lỗi mẹ. Quyên. Dạ. Anh xin lỗi em vì tất cả những gì mà anh đã đối xử với em. Tha lỗi cho anh em gái. Anh hai, anh hiểu được mọi chuyện là tốt rồi. Mình mãi là một gia đình mà.